tấm vé chung kết thế giới năm nay không còn dễ dàng nữa. Không còn tám dễ tuyển, dàng nhưng sẽ chỉ một được nhớ đến. Tám. The hell? Mày không biết không? Năm ngoái đi chung kết thế giới là phải vô địch Việt Nam xong rồi gì ta, đánh GPL, không phải vô địch GPL mới được đi chung kết thế giới. Năm nay vô địch mỗi Việt Nam đã được đi rồi à? Mà nói kiểu không dễ dàng nữa, năm ngoái có dễ mẹ gì đâu, năm ngoái phải vô địch hai giải liền, năm nay vô địch có một giải à? Không còn dễ dàng nữa, tám đội tuyển nhưng không còn dễ dàng nữa, tức là ý nói là năm ngoái đi dễ lắm này, thằng này xóa áp. Sẽ chỉ một được nhớ đến. Với một thế hệ trẻ mới, tụi em sẽ tiếp. Mà thấy gì đâu, mà thằng này nó đi phẫu thuật làm diễn viên rồi, nó đâu có làm game thủ đâu. Thằng giới đốt làm diễn viên đến nơi rồi. Tục viết nên câu chuyện cổ tích của mình. Tụi em sẽ tạo nên kỳ tích một lần nữa. Em không hối hận khi chọn con đường này, và em sẽ chứng minh thực lực của mình. Và tụi em sẽ có mặt ở quốc tế thêm một lần nữa. Ai cũng muốn thấy mình trên đỉnh. Và tụi em sẽ có mặt ở quốc tế thêm một lần nữa. Và tụi em là hai thằng đấy ha. Sao ta? Gì ta? Mấy người gọi gì ta? Ai? Vinh quang. Mấy cái chắc có người viết lời hết à? Bọn này chỉ cần nói thôi. Không biết cái giá của nhà vô địch phải đánh đổi là bao nhiêu. Con người thay đổi cũng giống như mọi vật xung quanh, chỉ có màn hình chiến thắng cuối trận là. Đó, con người thay đổi giống như mọi vật xung quanh, chỉ có màn hình cuối trận là không thay đổi. Nó thay đổi tình thất các mẹ là bại chứ. Không thay đổi. Đó, thua thì gọi gì ta? Thua cuộc à? Thất bại. Mà nhìn cuộc trận không thay đổi. Hồi trước mọi người nghĩ tụi em chỉ là kẻ lót đường, nhưng tụi em đã chứng minh mình là kẻ ngán đường vĩ đại. Đó, chứ gì nữa. Có người viết kịch bản hết à? Mỗi giải đấu là một hành trình. Mỗi trận đấu là một trận sống còn. Rõ ngoài ngày 2 nhé. Chỉ có kẻ mạnh nhất với chiến thắng. Rõ ngoài ngày 2. Em đã lỡ hẹn với MSI năm nay, nhưng chung kết thế giới thì không thể. Ai viết lời cho thằng No Way vậy? Ai viết lời cho thằng No Way vậy? Em đã lỡ hẹn với MSI năm nay. Ừ thì đúng thật đấy, nhưng mà thường thường người ta nói câu đấy hay là kiểu mình kiểu đi năm ngoái để lỡ hẹn năm nay ấy. Nó viết xong nghe kỳ quá. Nam sẽ tái sinh và bùng cháy mạnh mẽ ở mùa hè này. Ôi, đây. Anh nghĩ kết quả sẽ biết tài. Và chung kết thế giới sẽ là cái đích tiếp theo. Mùa hè này sẽ là. Nhìn mặt quay ra chả ngầu gì nào luôn ấy. Mùa giải sẽ là cái đích tiếp theo. Em là người đã từng hai lần đi MSI. Và chung kết thế giới sẽ là cái đích tiếp theo. Mọi người thấy gì không? Mọi người thấy gì vào cái lúc mà nó quay ra không? Cái mắt nó quay ra trước, xong rồi người nó quay kiểu từ ấy. Rồi mà ai quay cho cái này mà. Và chung kết thế giới sẽ là cái đích tiếp theo. Nhìn cái mắt đó nè. Nhìn cái mắt nó kia, cái mắt nó quay ra trước, xong rồi cái đầu nó mãi mà quay ra. Mùa hè này sẽ là mùa giải cuối cùng của tôi. Các bạn muốn giành lấy. What? Wow. Just do my own thing because I don't think we're gonna win. 2v2 invite. Thank you for blue buff though, I appreciate it.
Level 4? I haven't been able to contest a single scuttle. What are you talking about? I died at my rent, in my own jungle. What are you even on about? People are so blind. I feel bad for Dom, because you retards act like this all the time. It's always jungle fault. I just got outplayed really hard. It's always jungle's fault. That was actually really good. He's gonna die. That was so fucking badly played. Wait, did I look weird to anyone? I didn't kill him there. Those guys. Just gonna have to ulti now. I'm alive, but... Who put that shroom there? Das habe ich noch nie gesehen. Oh, es war nicht safe. Na, er ist schnell. Alter, Blackboard ist halt krass. Aber das Item hat er nicht zweimal benutzt. Okay, so, er hat sogar noch gar nicht. Er hat ein Minion da, um durchzulaufen. Muss er gar nicht. Er rennt immer noch. He's still running. Oh, es gab. Er hat getroffen, aber er hat keine Ult. Er kann ihn nicht chillen. Er kommt nicht auch. So da. Mit der Granate. Nee, er hat die Raketen genommen. Oh mein Gott. Er kommt halt echt noch raus. Nunu's Great Escape. You're definitely not going in, brother. What the fuck is this game? I know why he has to run it down so I can. I need.